Vườn hoa hướng dương tại khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại chào đón người dân và du khách. Đây là địa điểm đầy hấp dẫn dành cho mọi người đến vui chơi dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Nhóm nông trại Ánh Dương, chủ vườn hoa cho biết dịp lễ năm nay đầu tư trồng gần 550.000 cây hoa để phục vụ người dân với tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Cùng với sự xuất hiện của hàng trăm ngàn bông hoa hướng dương khoe sắc vàng rực rỡ là vườn hoa sâu nháy đủ màu sắc xinh đẹp, dàn bầu hồ lô ngộ nghĩnh cùng ao sen ngay bên cạnh tạo nên khung cảnh thơ mộng, hay con đường trong trống đầy màu sắc, đàn cừu ninh thuần dễ thương phục vụ khách tham quan. Với chủ đề Sunflower Smile vì nụ cười trẻ thơ, ban tổ chức lễ hội hoa hướng dương sẽ trích một phần doanh thu để gây quỹ từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vườn hoa mở cửa từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, với giá vé 50.000 đồng trên người lớn và 20.000 đồng cho trẻ em và miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi.